Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái hộp Frozen dành cho bé gái nha. Đây, hộp Frozen. Đây, chúng ta cùng mở ra coi bên trong hộp có những gì nha. Đây, một cái túi chống sốc. Đây, hộp Frozen. Bây giờ mình thử đo cái kích thước của cái hộp này là bao nhiêu nha. Chiều dài là khoảng 13 cm nha. Khoảng 13.5 cm. Rồi, chiều cao nha. Chiều cao thì tầm khoảng 5.5 cm. Còn cái chiều này tầm khoảng 10.5 cm nha. 10.5 cm. Đó. Rồi. Bên trong chúng ta có bây giờ mình đếm thử coi có bao nhiêu món nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái lượt 8, 9, 10. Trong hộp của chúng ta gồm có 10 món nha. Có một chiếc cột tóc hình Frozen, chiếc cột tóc này cũng có hai chiếc cột tóc mà cột tóc trơn nha, dùng để cột. Hai cái kẹp kẹp gấp nha, kẹp cá sấu nè. Hai cái kẹp cá sấu. Một cái vòng đeo tay. Một cái vòng đeo tay. Và một cái nhẫn. Đây, một cái nhẫn. Một cái này dùng để dính vô tóc, dán lên tóc này. Đó, cái này. Cái này dùng để dán lên tóc. Và một sợi dây chuyền nha. Đây, sợi dây chuyền. Hộp cuối cùng là cây lược, cây lược màu hồng. Cây lược. Đây, hộp Frozen dành cho bé gái, trái tim rất là đẹp nha. Sản phẩm này dùng để làm quà tặng cho con gái, rất là thích luôn. Đây, trong đây có một cái cưa kiến dùng để soi gương nha. Soi gương được nha. Rồi, các bạn nào muốn mua có thể truy cập liên kết mình để trong phần mô tả video nha. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ video giúp mình. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Xin chào.